giờ sáng ngày 10 tháng 8, cơn bão số 6 mang tên Mikala đã được hình thành. Hiện nay, tâm bão đang ở vị trí phía nam, tây nam, cách mũi Nga Loan 490 hải lý. Vào lúc 10 giờ 30 phút sáng cùng ngày, Cục Khí tượng Trung ương đã cùng lúc công bố cảnh báo bão trên biển và đất liền. Cục Dự báo Khí tượng Trung ương chỉ ra, từ chiều ngày 10 tháng 8 cho đến sáng ngày 11 tháng 8 là thời gian ảnh hưởng bão rõ rệt nhất. Khu vực Bành Hồ cũng trong phạm vi cảnh báo bão. Kim Môn có thể sẽ bị đưa vào khu vực cảnh báo bão trên đất liền. Do lần này bão số 6 hình thành gần Đài Loan, chuyên gia dự báo khí tượng Bành Khởi Minh cho biết, sau khi đến khu trung tuyến eo biển Đài Loan, bão số 6 có thể sẽ tiếp tục di chuyển theo hướng Tây, ngày 11 tháng 8 sẽ đổ bộ vào tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc. Công ty dự đoán rủi ro khí hậu cho rằng bão sẽ ảnh hưởng đến chiều ngày 11 tháng 8. Thế nhưng, hướng đông nam của tâm bão mang nhiều hơi nước, có thể sẽ mang theo một lượng mưa rõ rệt cho vùng Trung Nam Bộ. Khí hậu không ổn định sẽ kéo dài đến ngày 12 tháng 8. Vào lúc 4 giờ 48 phút chiều ngày 9 tháng 8, Bộ trưởng Bộ Y tế Mỹ, ông Alex Azar, dẫn đầu phái đoàn Mỹ đáp chuyên cơ sang thăm Đài Loan. Kể từ khi Mỹ và Đài Loan chấm dứt quan hệ bang giao vào năm 1979 cho đến nay, đây là lần đầu tiên một quan chức cấp cao của Mỹ sang thăm Đài Loan. Đoàn tiếp đón của phía Đài Loan gồm có ông Chu Chí Hạo, Giám đốc Sở Kiểm soát Dịch bệnh, ông Điền Trung Quang, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao và ông William Brent Christensen, Chủ tịch Hiệp hội Mỹ tại Đài Loan, với nghi thức tiếp đón ngoại giao đơn giản nhưng không kém phần long trọng. Sáng ngày 10 tháng 8, Bộ trưởng Alex Azar tiếp kiến Tổng thống Thái Anh Văn, chiều cùng ngày sẽ gặp gỡ ông Trần Thời Trung, đồng thời sẽ ký kết bản ghi nhớ hợp tác y tế. Chiều ngày 11 tháng 8 sẽ có buổi thuyết giảng tại Học viện Y tế Công cộng, Trường Đại học Đài Loan. Ngày 12 tháng 8 sẽ đến viếng cố Tổng thống Lý Đăng Huy và trở về Mỹ vào ngày 13 tháng 8. Viện Nghiên cứu Hải Dương Trường Đại học Bắc Kinh đã theo dõi lịch trình của chuyên cơ, đồng thời cho biết mặc dù Trung Quốc đã kịch liệt phản đối, nhưng ông Alex Azar vẫn đến Đài Loan. Điều này rất có thể sẽ khiến cho tình hình trở nên căng thẳng hơn. Theo bản tin của thời báo Senkei Shimbun Nhật Bản, cuộc gặp gỡ giữa quan chức cấp cao Mỹ, Đài có thể sẽ thảo luận đến vấn đề thành lập một tổ chức y tế quốc tế, thay thế công việc của WHO. Tối ngày 9 tháng 8, Phủ Tổng thống Đài Loan đính chính, đây chỉ là tin đồn. Cuộc giao lưu chỉ tập trung thảo luận công tác phòng chống dịch bệnh giữa hai bên. Tuy nhiên cũng hy vọng chuyến thăm lần này có thể đề xuất xu hướng hợp tác trong tương lai. Ngày 9 tháng 8, Đài Loan lại tăng thêm một ca COVID-19 từ Philippines trở về. Trước đó đã có triệu chứng ho, khứu giác bất thường ngày 7 tháng 8 về đến Đài Loan và bị xác nhận đã lây nhiễm. Ông Trần Thời Trung, trưởng chỉ huy Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh cho biết, từ tháng 7 đến nay, trong số 32 ca lây nhiễm từ nước ngoài, có đến 20 ca từ Philippines, cho thấy nguy cơ lây nhiễm tại Philippines rất cao. Kể từ ngày 12 tháng 8, tất cả du khách đến từ Philippines, sau khi hoàn tất thủ tục kiểm dịch tại sân bay, toàn bộ người nhập cảnh sẽ phải tập trung cách ly 14 ngày. Công dân Đài Loan và những người có thẻ cư trú sẽ được kiểm dịch miễn phí, chỉ thu phí đối với du khách nước ngoài. Ông Trần Thời Trung nhấn mạnh, gần 2 tuần nay, Philippines tăng 3.500 ca COVID-19 mỗi ngày, là một trong các quốc gia thuộc khu vực Tây Thái Bình Dương có tình hình dịch bệnh nghiêm trọng nhất, do đó cần phải nâng cao công tác phòng chống dịch. Huyện Đài Đông đang diễn ra lễ hội khinh khí cầu và thu hút hơn 600.000 lượt khách tham quan. Tuy nhiên, vẫn có du khách cho rằng ở ngoài trời không cần đeo khẩu trang. Để thắt chặt biện pháp phòng dịch, huyện Đài Đông tuyên bố, từ ngày 10 tháng 8, toàn bộ nhân viên và du khách đều bắt buộc phải đeo khẩu trang trong suốt hành trình. Bên cạnh đó, 6 buổi đại nhạc hội dưới ánh trăng trên bờ biển do Phòng Quản lý Khu phong cảnh quốc gia bờ biển phía Đông tổ chức. Khi ra vào trung tâm phục vụ du khách, ban tổ chức cũng đều yêu cầu phải đeo khẩu trang và đo thân nhiệt. Ngoài ra, cuối tuần này tại công viên rừng thành phố Đài Đông cũng sẽ tổ chức một lễ hội âm nhạc dân tộc nguyên trú Đài Loan, sẽ nhận đăng ký qua mạng bằng tên thật, đồng thời thực thi biện pháp đeo khẩu trang, kêu gọi người dân cùng phối hợp.